nói thế nào mà mẹ sợ. Mày nghe mới nghe chứ, bực mệt quá, chán cái mẹ, bực mệt quá. Nói nhỏ rồi, nói rồi, không nghe chưa? Chán mệt quá, nói rồi, nghe chưa? Nói đi nghe á, chúc cảm ơn. Mẹ ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hello. 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 Em yêu ơi. Em yêu ơi.
Em yêu ơi. Well.
Chào các cô.